Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao. Cùng sự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Đã chủ trì xây dựng 9 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh và 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật. Việc áp dụng án lệ trong nhiệm kỳ qua mặc dù đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có những án lệ được Chánh án Tòa án tối cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ quốc tế. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp thời gian tới, Tòa án Nhân dân sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử, xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của tòa án theo thẩm quyền xét xử, có sự tách bạch hợp lý với các đơn vị hành chính, xây dựng cơ chế bảo đảm tòa án độc lập, thực thi quyền xét xử theo pháp luật. Bên cạnh đó sẽ đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án chính quy chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tận tụy và tận tâm, xây dựng tòa án điện tử.